Tại Nghĩa xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang đến với chương trình Hát Mãi Ước Mơ. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Điền Quân Group thực hiện, phát sóng hàng tuần vào lúc 19 giờ 30 phút thứ sáu trên kênh HTV7. Và bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ với hai vị giám khảo quen thuộc của chương trình. Xin được chào đón danh ca Ngọc Sơn và ca sĩ Võ Hà Trâm. Xin mời hai vị giám khảo chính về vị trí của mình. Và vẫn như mọi khi, thưa quý vị, chúng ta sẽ có thêm một giám khảo khách mời. Và ngày hôm nay sẽ là một ca sĩ rất là điển trai, hát rất hay, sẽ đến đây ngồi vào vị trí giám khảo khách mời. Xin được chào đón ca sĩ Hồ Trung Dũng. Hồ Trung Dũng không phải chỉ là một ca sĩ không thôi, mà còn là một giảng viên, thưa quý vị, và giảng viên dạy môn tiếng Đức. Cho nên hôm nay đến với chương trình, anh cũng muốn có một cái thử thách nho nhỏ dành cho Dũng. Tên chương trình của chúng ta là Hát Mãi Ước Mơ, đúng không? Vậy thì bây giờ nhờ Dũng hãy nói một câu bằng tiếng Đức, gửi lời chào đến quý vị khán giả và giới thiệu về tên chương trình của chúng ta nha. Mới bước vô mà là thử thách rồi. Thôi vậy, anh thách em thì em thách ngược lại đi. Có nghĩa là em sẽ nói xong cái anh lặp lại những gì mà em nói. Cái này ta kêu là há miệng mắt quai nè. Rồi bây giờ thì là Dũng sẽ thực hiện phần thách của mình như thế nào đây? Ok, thì bây giờ Dũng sẽ dịch cái câu như là chương trình có câu slogan đúng không anh? Hát mãi ước mơ, cất cao tiếng hát, lớn át khó khăn. Trời sao khó vậy? Hát mãi ước mơ, cất cao tiếng hát, lớn át khó khăn. Rồi. Tiếng Anh đây là sing your dream, đúng không? Ok, sing deine Träume, erhebe deine Stimme, alle Schwierigkeiten zu überwinden. Rồi, anh lặp lại đi anh lặp lại đi, giờ mình lặp từ đầu nè. Mình thêm lần nữa nha anh, ok. Sing für deine Träume. Sao nghe giống mình tiếng Hoa? Erhebe deine Stimme. Erhebe deine Stimme. Alle Schwierigkeiten zu überwinden. Alle Schwierigkeiten. Schwierigkeiten. Zu überwinden. Überwinden. Hứa luôn với quý vị, từ nay về sau không bao giờ đố người ta nữa. Nhất là đố về sanh ngữ, đặc biệt không bao giờ dám đố người ta những cái thứ tiếng lạ lạ nữa. Cảm ơn Hồ Trung Dũng, mời Hồ Trung Dũng về chỗ của mình. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng đầu tiên, vòng ước mơ. Và thưa quý vị, câu chuyện đầu tiên chúng tôi muốn gửi đến quý vị là câu chuyện của bé Kim Ngân ở Đồng Nai. Mời quý vị cùng theo dõi. Dạ, em tên là Hoàng Thị Kim Quyên, em năm 53, 32 tuổi. Em làm công ty giày da Trang Xin Việt Nam. Dạ, tên em là Trần Văn Bảo, sinh nay 32 tuổi. Nghề nghiệp là tự do, đi làm mướn đạo diễn nào, hoặc là đi làm cây, làm mũ cao su, tùy. Nói chung là ai kêu gì làm đó. Anh nó thấy mẹ vợ chồng nó cứ đi ở nhà trọ chỗ này chỗ kia, coi anh chị ra ở, còn chứ cũng chưa có nhà. Vợ chồng em thì hiếm muộn tới 8 năm mới có con. Khi mà em có thai bé thì đến tháng thứ 8, bác sĩ thấy em cạn nước ối quá và bác sĩ mổ gấp để cứu em bé. Bác sĩ kiểm tra, bác sĩ nói là bé nhà em không có hậu môn. Thì bác sĩ báo là bé này không có mổ ở đây được. Tại vì mới đầu người ta cứ nghĩ là bé chỉ không có hậu môn thôi, thì ở tuyến tỉnh người ta chữa được. Nhưng mà bây giờ người ta siêu âm ra, người ta nội soi ra thì bé nó không có âm đạo luôn. Nó chỉ có một dưới thận và một bên tử cung thôi. Em tình cờ được biết đến hoàn cảnh gia đình của chị Khuyên và bé Ngân, em thấy rất là xót. Thì từ khi mới sinh ra thì bé đã phải thực hiện rất là nhiều ca mổ. Bây giờ mỗi ngày thì bé vẫn phải chịu những cơn đau. Thì ba, bà ngoại và mẹ phải giúp bé làm những cái việc hỗ trợ ở nhà để điều trị cho bé, thì em cảm thấy rất là thương. Lần đầu thì nhập viện để mẫu cấp cứu là đem ruột bé của bé bên hông trái của bé để cho bé đi tạm hóc môn tạm, rồi xong nhập viện lại để bé được bác sĩ tạo hình cho hậu môn cho bé. Cái vật dụng mình mua hàng ngày cho nó, mình phải vệ sinh bằng nước muối,
rồi mình phải mua bông gòn, bông tăm, rồi băng keo dán. May mắn là em đi làm công ty may, về may thì em biết may và em tự chế là em may cái túi để đựng phân cho bé luôn. Còn nếu như mà mình mà bỏ tiền ra mình mua những cái túi chuyên dụng của bác sĩ ấy, mà đưa ra thì có giá rẻ thì nó cũng khoảng là 40 ngàn một túi. Mà một ngày thì mình phải tay 2-3 lần như thế. Mình vừa phải chăm vết thương, mình vừa phải nong hậu môn. Lần nào nó cũng khóc cả, hôm nay là khóc ít ấy. Chẳng thà mình sót, mình để cho nó khóc một lúc, nhưng mà sau là nó không bị tắc ruột. Có thể là vì cái lý do gì đó, hoặc là mình không đủ điều kiện để mà theo chữa, thì có thể là cắt bỏ cái buồng chứa, cái tử cung của bé nó đi. Nó không ảnh hưởng gì đến tính mạng hết, nhưng mà nó lại ảnh hưởng đến cái hạnh phúc của con mình. Cho dù là ông trời ông có cho con mình sống một ngày trên đời chăng nữa thì mình cũng phải làm sao mà sống vui vẻ hạnh phúc. Em hạnh phúc nhất là con em khỏe mạnh, và vợ con em cũng khỏe mạnh. Còn bé mà học tới đâu thì tụi em sẽ lo tới đó, cố gắng hai vợ chồng. Và em sẽ hát cho ước mơ của bé Kim Ngân, để bé Ngân có thể tiếp tục được chữa trị. Hy vọng rằng bé Ngân có thể mau khỏe mạnh, có một cuộc sống thật bình an, vui vẻ. Ta vừa nghe một sáng tác của nhạc sĩ Xuân Phương, Lời ru cho con, với tiếng hát của thí sinh Bảo Châu. Chào em. Dạ em chào anh Đại Nghĩa, em chào ban giám khảo ạ. Anh mời Phương lên sân khấu cùng với anh nha. Có cả cháu bé Kim Ngân nữa. Mọi người nhìn thấy gương mặt của bé như một thiên thần, rất xinh. Nhưng mà không ngờ rằng là
bé lại phải mang trong người những cái dị tật bẩm sinh như thế? Em có con cho nên mỗi lần mà em bé mà nó khóc, mà nó kiểu như nó khóc vì đau á, là mẹ xót lắm. Hiện nay thì bây giờ em vẫn còn đang đi làm phải không em? Dạ em vẫn còn đi làm. Nhà mình còn có ai đi làm để có thể kiếm thêm tiền được không? Dạ thì hiện tại có chồng của em là làm tự do. Thì em nhờ bà ngoại ở cùng với em để chăm bé. Thì mẹ chồng của em là hiện tại đang chữa một cái bướu ở mặt. Thì ở trên bệnh viện ung bướu thì người ta đang có chẩn đoán là bà bị ung thư. Vậy hiện nay lương của hai vợ chồng một tháng cộng lại thì khoảng được bao nhiêu em? Hai vợ chồng một tháng thì tầm 6 triệu, 6 triệu rưỡi. Tại vì chồng em làm nghề tự do thì nó cũng bấp bênh lắm. Tại vì nhiều khi mưa gió làm hồ mà mưa rồi đào giếng, gặp mùa mưa thì không ai đào giếng hết. Với cái mức lương đó của hai vợ chồng thì cũng rất là khó khăn khi phải lo về viện phí thuốc men cho bé, rồi chưa kể là sinh hoạt phí cho cả gia đình nữa. Anh thương lắm, thương cháu lắm nha. Anh gửi phụ gia đình 5 triệu. Dạ em xin cảm ơn anh Ngọc Sơn. Dạ. Còn Trâm cũng gửi gia đình mình 6 triệu để mình góp lại để mình trả tiền viện phí cho bé nha chị. Dạ. Ây, trời ơi, thương con quá, trời ơi. Ây, ơi con, chạy cho anh ngủ nha. Dũng chưa làm cha mẹ. Và thực sự là khi mà hình dung đến cái việc làm cha mẹ, cái mà Dũng lo lắng nhất là không biết cảm xúc của mình sẽ như thế nào nếu mà đứa con mình sinh ra gặp những khiếm khuyết. Và thực sự là Dũng không biết là mình có đủ cái sức mạnh để có thể vượt qua được. Vì thế mà Dũng cảm thấy rất là, thật sự rất là khâm phục anh chị, cả gia đình của mình. Và Dũng hy vọng một chương trình này thì cuộc sống với anh mình sẽ dễ dàng hơn, và bé sẽ có thêm nhiều cái sự giúp đỡ để vượt qua được cái những vấn đề của mình. Cảm ơn Hồ Trung Dũng. Còn riêng bản thân anh cũng sẽ gửi tặng cho gia đình của mình 5 triệu để hỗ trợ cho mình cái tiền viện phí thuốc men cho bé nha. Thôi bây giờ thì em có thể em đưa bé về dưới để ngồi nha, để bé nghỉ. Thương quá ha. Bảo Châu cũng xúc động với câu chuyện mà em kể cho mọi người nghe đúng không? Dạ thật sự thì em chưa có gia đình, em chưa có con, nhưng mà thật sự em rất là thích con nít, em rất là thương những bé nhỏ. Tại khi em thấy hoàn cảnh của bé Ngân thì thật sự em rất là xót ạ. Vậy thì hôm nay cố gắng hát thật hay nữa nha. Hát dạ, thật hay hả? Để mình có thể mình mang về một khoản tiền nữa cho gia đình của bé Kim Ngân nha. Bây giờ thì xin mời các vị giám khảo góp ý cho Bảo Châu trong tiết mục vừa rồi. Xin mời Võ Hà Trâm. Bảo Châu có một cái giọng hát rất là nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng như cái giọng nói của bạn vậy đó. Và bạn chọn một cái bài hát mà Trâm rất là thích. Và hôm nay hơi run một tí xíu thôi, nhưng mà Trâm vẫn có thể cảm nhận được cái tình cảm mà bạn đặt trong bài hát. Vòng sau mình tự tin hơn thì mình sẽ hát tốt hơn nha. Dạ em cảm ơn chị. Cảm ơn giám khảo và Trâm. Rồi bây giờ thì mời em vào trong nghỉ ngơi, chuẩn bị tinh thần để mình hát vòng 2 hay hơn nữa nha. Thưa quý vị, câu chuyện tiếp theo chúng ta sẽ đến với gia đình của anh Trần Văn Dũng ở Bình Phước. Tôi Trần Văn Dũng, năm 1981, bây giờ đang sinh sống ở tại Lòng Hồ Cần Đơn. Hiện tại bây giờ kinh tế chính là tôi. Làm gì cũng có làm hết trơn, tự bị nó xây qua, nó bị thối quá cuộc sống, với nó xây xuống kinh tọ, bây giờ đi làm nặng không được. Chỉ làm nghề câu lưới với sông thôi chứ ngoài ra không có làm gì được hết. Thì làm nghề câu lưới thì nó cũng bấp bênh lắm. Có lúc thì làm thì cũng đủ sống, còn có lúc thì nó cũng thiếu hụt. Làm nghề sông nước là làm ngày nào ăn ngày nấy thôi chứ không có tính được tháng. Mình đã lập gia đình rồi, được 3 đứa con, 2 trai 1 gái. Chỉ có 3 đứa con mà được có thằng lớn là nó được giống như những đứa khác, còn hai đứa sau thấy nó bệnh này bệnh kia quá. Còn đứa Út hết đó, nó được 3 tuổi mà bác sĩ nói là cái đầu đứa Út đó, thì cái trí óc nó không có được thoáng như những mấy đứa khác. Đứa thứ hai thì nó bị bẩm sinh não, là nó năm nay nó được 6 tuổi. Bệnh của nó là chỉ là nó lên kinh phong nó giật không. Nó lúc nó khỏe là một tuần nó không có giật lần nào, còn mà nó yêu cầu nó bệnh xuống là bắt đầu là nó sốt lên là
trong một ngày khi nó giật 2 lần có, 3 lần có. Chở con đi đó, mình không có tiền, không có hỏi bác sĩ là chi phí hết bao nhiêu mới chữa được bệnh của con, không có được hỏi. Chỉ là hỏi bác sĩ là bác sĩ nói là cái bệnh của nó là chữa không được. Còn nó thì sống ngày nào hay ngày đó thôi, chứ không có nói là nó sống hoài với mình được. Như một lần em đi khảo sát chung với chương trình câu lạc bộ thì em có gặp được gia đình anh Dũng, và 18 hàng tháng thì tụi em có về thăm gia đình anh Dũng và mua sữa, mua quần áo để cho bác bé. Điều gia đình anh Dũng khiến em đồng cảm nhất thì anh là trụ cột trong gia đình, mà trong khi đó thì anh đang bệnh về xương khớp nên là cũng không có thu nhập được nhiều. Em rất là lo về tương lai cho các bé, sợ là các bé sẽ không được làm đầy đủ, không được ăn no mặc ấm như những bạn khác. Nhiều đêm rồi nằm suy nghĩ, thấy ra mình người đàn ông mà mình thấy bất lực quá, lo cho vợ cho con không được đầy đủ giống người khác, mình thấy mình cũng buồn. Mà cái số phận mình nó đã bệnh như vậy rồi, mình lo không được rồi làm sao đó. Lúc mạnh khỏe mình cũng có là ý tưởng của mình là muốn nuôi cá, mà có một cái thì cái số vốn nó hơi nặng, mình không có số vốn đó, mình để mình nuôi giống người ta. Điều muốn hiện tại của em là thông qua chương trình để mọi người giúp đỡ ảnh và dùng giọng hát của mình để giúp đỡ cho gia đình anh, không có số vốn kinh doanh thêm gia đình. Nếu như sau này mà anh không có làm thêm thu nhập nữa thì cũng sẽ có số vốn lo cho các em. Em sẽ dùng giọng hát của mình để giúp đỡ cho gia đình anh Trần Văn Dũng. Một đời cha thương con thương thật đống đầy, một đời cha
chúng ta vừa nghe một sáng tác của nhạc sĩ Quý Luân, Cảm Ơn Cha. Và hôm nay thì Cáp đến đây để hát cho ước mơ gia đình của anh Văn Dũng. Ở đây cũng có anh Văn Dũng, xin mời anh Văn Dũng lên sân khấu. Anh đi cùng với con trai đúng không ạ? Vậy mời hai cha con lên luôn nha. Dạ em xin chào anh Ba Ngọc Sơn. Chào Ba... em, anh Ba Ngọc Sơn chào em. Chào anh Đại Nghĩa. Dạ chào anh. Công việc hiện tại của mình là bây giờ mình đang làm gì vậy anh? Làm nghề xông nước. Làm nghề xông nước là mình đi mình bắt tôm, bắt cua, bắt cá gì đó hả? Dạ. À, còn con trai cho chú Nghĩa hỏi thăm con xíu nè, con tên gì nè? Dạ con tên Trần Văn Tàu. Năm nay Tàu mấy tuổi rồi? Dạ năm nay con 14 tuổi. Con còn đi học không? Dạ không. Con nghỉ học rồi hả? Dạ. Con nghỉ học từ hồi con học lớp mấy? Dạ hồi lớp 6. Lớp 6, vậy là con nghỉ được mấy năm rồi? Dạ mới có 1 năm mà. Tại sao mình nghỉ học con? Vì không có tiền đóng tiền học hay sao? Tại vì ba con bị bệnh, ba con bị xương khớp, đâu có đứt dọn xong để quạt. Vậy con nghỉ học để giúp ba. À, mà con muốn đi học không? Dạ có. Nhưng mà vì hoàn cảnh mình không có đi học được đúng không? Dạ. Nhưng mà em thực sự từ trong trái tim của em rất là mong là nếu mà được thì em để anh để cho cháu sau cái đợt dịch này quay trở lại với việc học. Bởi vì là bé nó cũng nói là nó rất là buồn khi mà phải ở nhà. Và em nghĩ rằng đó cũng là cái điều kiện tốt cho tương lai của cháu. Anh ba thương gia đình lắm nha. Gửi tặng gia đình 5 triệu nha. Cố gắng lên. Cho em hỏi anh Dũng xíu là chị ở nhà chị có làm một công việc nào nhỏ nhỏ phù hợp để phụ không anh? Dạ như vợ ở nhà chỉ có giữ hai cháu ở nhà thôi chứ không có được phụ gì thêm. Tại nhỏ thứ hai thì nó bị bệnh bẩm sinh đó, nó nằm chỗ dạ. Bỏ đi làm việc khác không có được. Khi mà bé bị giật kinh phong hả anh? Dạ. Dạ. Thôi thì để em phụ tiền học cho bé nha. Em gửi gia đình mình 3 triệu. Cảm ơn. Đại Nghĩa cũng sẽ gửi cho gia đình của anh một khoản tiền nữa là 3 triệu nha, để hỗ trợ cho anh, phụ giúp cho anh một phần nào đó những cái khó khăn này ha anh ha. Dạ. Cảm ơn các vị giám khảo. Rồi bây giờ mời hai cha con có thể về dưới ngồi để theo dõi tiếp chương trình nha. Cáp năm nay bao nhiêu tuổi rồi con? Dạ con 20 rồi. 20 còn rất là trẻ nhưng mà cái giọng của Cáp cũng rất là hay, rất là lạ. Không biết các vị giám khảo đánh giá thế nào về tiết mục vừa rồi. Mời Hồ Trung Dũng. Nói về kỹ thuật thanh nhạc thì có lẽ là vẫn còn trông chênh khá là nhiều, nhưng mà cái mà anh ấn tượng nhất đó là cái tình cảm mà em đặt vào trong giọng hát của em. Và nó rất là chân thành, và đúng như là Đại Nghĩa nói đó, có điều rất là lạ ở trong giọng hát. Và vì thế mà khi mà nghe cách cái giọng hát của em cất lên cũng như là cách thể hiện của em thì thực sự là anh không để ý quá nhiều đến kỹ thuật đó nữa. Thì hy vọng là trong vòng 2 thì em sẽ khắc phục được chuyện đó, và anh tin rằng là sẽ còn nhiều điều thú vị đón chờ mọi người nữa trong bài hát tiếp theo của em. Cảm ơn giám khảo Hồ Trung Dũng. Rồi, bây giờ cảm ơn con, mời con vào trong. Thưa quý vị, tiếp theo chúng ta sẽ đến với câu chuyện của một người phụ nữ 70 tuổi ở Cần Thơ. Trong một lần bà lên thành phố Hồ Chí Minh để bà chữa bệnh, thì sau đó bà đã quyết định ở lại luôn thành phố Hồ Chí Minh, không phải để sống cho riêng mình, mà để làm một cái công việc mà tất cả mọi người đều phải thán phục. Vậy thì bây giờ, mời tất cả quý vị chúng ta sẽ đến với câu chuyện của bà My ở Cần Thơ nha. Em là Lê Thu Hà, em hiện đang học tập, làm việc sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Trong một lần lướt Facebook và mạng xã hội thì em tình cờ biết được cái câu chuyện của ông bà My. Đó là làm từ thiện, phát cơm miễn phí cho người nghèo. Tôi tên Nguyễn Thị My, sinh 1951. Tại vì lúc xưa gia đình tôi cũng gặp khó khăn, mất đất, mất hết tất cả. Con tôi cũng lang thang, đi học rồi đi chùa, đi vác gạo rồi làm mướn vậy đó. Thành ra giờ tôi hiểu cái nỗi khổ của những người đang cần hộp cơm không đồng như vậy. Em thấy thì ông bà cũng đã rất là lớn tuổi rồi, nhưng mà vẫn dành nhiều thời gian công sức để làm cái công việc thiện nguyện này thật sự rất là đáng quý. Rồi xong thì bà làm với ông mới đầu 70, rồi có chị đẹp qua làm được 150. Rồi lúc đó không có đồ đâu thì mình mới nhờ Gáp chạy đi chợ rồi mối mua đem về. Rồi khi hết tiền tính nghỉ rồi thì thầy Linh ở chùa Long Vân, thầy qua hỏi sao bà tính về quê vậy, nó hết vốn rồi. Thì thầy chở gạo rồi đường bột ngọt hạt nêm đồ đầy đủ hết, dầu ăn rồi cho mình làm. Thì kế đó 2-3 ngày sau có chú Quyền Linh, ông cho người chở là một xe đồ. Mình làm cho tới bây giờ thì nhờ chú và các con quay lên cộng đồng mạng biết rồi ủng hộ làm.
cho nên là gạo đồ đầy đủ hết. Nhưng mà còn tiền mua tàu hũ dư hộp đó là mình phải mua. Hộp đồ bà con cũng cho, nhưng mà một ngày tới 4 cây như vậy đó mà cho đâu có đủ đâu hết, mình phải lo. Bữa nào có tiền mua đi, không có tiền mua chịu rồi vài bữa. Cái đứa nó cho tiền cái trả vậy. Rồi thành ra bà gặp đứa nào cho gạo đồ bà cũng năn nỉ nó. Cho bà hộp chứ. Giờ gạo đồ có mà có khi nấu cơm rồi không có hộp cho con. Nhưng mà bà làm cho, bà làm với cái tâm bà thật lòng, bà cho ăn ngon lắm chứ không phải là làm cho có không có làm. Làm mà không có đồ bà không có làm. Rồi mần thì ông cũng tiếp gọt rau củ. Rồi người ta đến gọt với mình, người ta về mình dọn dẹp, nhưng bây giờ bệnh lắm. Mình kêu gọi bốn đứa, ông với bà rồi hai chị đó, cố lên đi chứ cho người ta vô sợ bệnh rồi. Nguy hiểm thế, gia đình ở nhà mà. Rồi lên đây có khi bà làm khuya quá, thì ông nói là ông tới 10 giờ ông ngủ à, còn làm gì đó làm. Thì bà làm cái này cái nọ rồi cũng tội nghiệp ông. Ngủ giấc ra rồi hỏi rồi chưa, bà nói dốc nói rồi đi vô tu vô, nhưng mà làm ngày chay đó làm tới sáng luôn. 5 giờ bà tính đi tắm ngủ rồi thấy 5 giờ rồi bắt bún rồi cơm lên. Rồi ông dạy bà, việc nhà không biết chừng nào rồi, đi từ thiện hay là giúp cho người ta thì bỏ việc nhà đi rồi xong mình về làm việc nhà. Thì ông tốt, ông ủng hộ bà dữ lắm. Thì giờ này thì bới cơm vô hộp cho, xong nghỉ rồi 11 giờ hết cơm thì vô ăn cơm xong nằm nghỉ chừng nửa tiếng. Ra bắt đầu gọt, ngày 4-5-6 món thì mình phải làm từ từ hoài. Mình cho cơm xong rồi thì mình coi ngày mai nấu cái gì, mình coi đồ. Nó không có, nó thiếu cái gì thì mình đi mua. Thấy mình làm từ thiện này nó không có tiền, nhưng mà cái tuyệt vời của cô chú đi trước đó mình mê. Lạ hòa hảo, 90, 80, 85 rồi, 90 mấy tuổi rồi còn chạy xe đạp cời cời đi làm từ thiện. Sức khỏe tốt, không lẫn và minh mẫn. Bà nghĩ chỗ đó là nhớ lại câu thầy nói là phước đức đó vẫn còn muôn thở, tuy vô hình đừng ngỡ rằng không. Bấy nhiêu công quả bấy nhiêu phần. Thì bà nghĩ là ân trên cho mình cái sức khỏe tuyệt vời. Là bà nắm vững đức tin bà với ông nghèo lắm. Nếu mà bệnh như người ta đi bệnh viện tiền đâu. Bà với ông không có lên máu, không có bệnh gì. Rồi bà ăn không có ăn ngon. Bà ăn rau luộc và ăn đơn giản thôi. Có một lần thì bà tâm sự, tại vì cái số tiền đó nó cũng sắp cạn kiệt rồi, cho nên là bà muốn nghỉ, tại vì không có còn cái nguồn vốn nữa. Rồi bà hết quỹ này thì mình tính là nghỉ, nhưng mà mọi người ở đây kêu bà cố lên bỏ cái bếp này ổn. Bà con ở đây người ta ăn đông rồi, người ta nói người ta cho nhiều lắm mà bà làm ăn ngon lắm rồi, vừa ý lắm. Bà còn có 12 triệu hết rồi đó. Nếu bà làm chừng 7 bữa là hết rồi. Có nhiều khi bà còn mắm mà sao giờ mắm gì cũng hết trơn rồi. Rồi đó bà mắm rồi này kia, bà dựa để bán đồ chay, củ cải muối đồ gì. Hết rồi chỉ còn nước tương với hạt nêm, gạo thôi. Em hy vọng là thông qua chương trình này thì ông bà sẽ có thêm một cái nguồn vốn để ông bà tiếp tục cái công việc thiện nguyện là bán cơm cộng đồng cho người nghèo. Và em sẽ hát cho ước mơ của ông bà My để ông bà có thể tiếp tục và thực hiện được cái công việc thiện nguyện này. Dạt dào niềm vui phơi phới mưa cho đám lúa gieo thanh bình, mưa cho những chú trâu phơi mình, mưa cho mẹ già em bé cười đậm tình, mưa trên những nhánh sông mơ màng, mưa trên những ly tre quanh làng, từng giọt nhẹ nhàng rơi trên lá. Chồng hò ơi, ơi hò, tiếng mưa rơi đều dạt dào tình quê hương mến yêu, ruộng đồng thêm xanh, đất đai an lành, lứa đôi gia đình nở nụ cười ôm lấy tình. Oh,
lạnh, lứa đôi gia đình nở nụ cười ôm lấy tình say. Con sẽ quay về, nghẹn ngào mưa rơi, nhớ thương quê mẹ, ước mong sung vầy, hẹn một ngày con sẽ quay về. Quý vị, chúng ta vừa nghe ca khúc Mưa Trên Quê Hương, một sáng tác của nhạc sĩ Minh Châu, với tiếng hát rất là ngọt ngào dễ thương của Thu Hà. Chào em. À, chào ban giám khảo ạ. Em đã từng đến quán của bà My bao giờ chưa nào? Dạ em đã từng đến và từng được đi chợ cùng với bà My rồi. Hầu như là khi mà bà My bước ra chợ thì ai cũng nhận ra bà My, và có những cái hàng quán là người ta để sẵn đồ để người ta góp cho bà My. Người ta tặng luôn, dạ, đúng không? Dạ đúng rồi. Bởi vì biết bà là người làm từ thiện. Dạ con xin phép con được mời bà lên sân khấu ạ. À. Dạ con xin chào ông bà. Bà là tên My con biết rồi, nhưng mà con chưa biết tên của ông. Ông tên gì dạ ông ơi? Dạ tôi tên là Trần Văn Hồng. Năm nay ông bao nhiêu tuổi rồi ạ? À, năm nay sinh năm 1935. Ồ, dạ lớn lắm rồi. Dạ nhưng mà con thấy sức khỏe của ông bà vẫn còn rất là tốt luôn. Hai chồng không có từng đi bệnh viện. Không từng đi bệnh viện không hả bà? Không có khám lần nào bệnh viện hết. Không dạ. Lên máu không gì hết. Dạ sức khỏe bà giờ vẫn tốt luôn. Dạ bà ăn kỹ là ăn rau luộc, rồi ăn thì sáng bà uống gạo lứt với đậu xanh lòng vậy thôi. Dạ. Vì bà cũng rất khổ, bởi vì nãy bà thấy cái chương trình mà cái em bị não mà nó nằm ăn cơm cháy nước miếng đó. Thì dạ. Bà đau khổ lắm. Bà nhớ lại ngày xưa bà nuôi sao đứa con, có một thằng út nó bệnh não nằm 6 tháng trong bệnh viện không có trị được. Cho nên vì vậy bà thấy hộp cơm không đồng này, dù bà già không còn sức nữa, không còn vốn là để mua hộp, mua tàu hũ, nhưng bà gắng làm. Nhà 20 triệu một tháng thì chủ nhà nó thương nó không lấy tiền, nhưng bà tính Tết này là mướn nhà nữa không làm. Bà nghĩ còn một chú gạo của Mạnh Thường Quân giúp đó, thì bà cho mấy người mù đồ rồi bà về quê bà làm lợi cho mấy người dưới quê, người ta kêu gọi bà về đi. Giờ bà thấy cái em mà nãy nó khổ quá, bà nói bây giờ nó ở dừng lại đi, rồi dẫn về nhà bà cho nó 100 kg gạo về để ăn Tết. Nói chung là cũng rất là vất vả, có khi nấu rồi không có cái hộp để nữa. Dạ. Có khi có một cái chuyện này cũng rất là ngộ nữa, nó đem gạo lại nó bắt ông với bà ra chụp hình cái 4 bao gạo, cái mình mừng lắm, quay vô sắp xếp bằng để gạo, nó vác gạo lên tre cho anh con. Trời, nó chụp hình rồi nó vác gạo lên tre hết. Ai chơi kỳ vậy? Rồi bây giờ ai cho đồ bà thì bà biểu là cho luôn thì chụp hình, còn không cho luôn thì đừng có chụp nữa. Dạ, nha bà, kinh nghiệm mà. Đưa đồ tới tận nơi rồi hãy cho chụp hình nha bà. Câu chuyện của bà nó dễ thương, nó đáng yêu là bởi vì bà ở tuổi này và vì hoàn cảnh trước đây cũng có những khó khăn, cho nên bà đồng cảm, bà hiểu và bà muốn chia sẻ cho những hoàn cảnh khó khăn khác bằng cách là nấu cơm chay mỗi ngày. Trước đây bà nấu con 150 phần thôi mà sau này bệnh lên tới 600. Gạo thì có nhiều, cũng có Mạnh Thường Quân cho, nhưng mà tiền mua đồ ăn không có, rồi đặc biệt là tiền mua hộp, mua muỗng là mua thiếu. Cho nên là bây giờ bà đang thiếu khoảng 8-9 triệu tiền nợ đó. Bà ơi, bà My ơi, dạ. Bà My đừng có lo. Hôm nay tới hát ngoài ước mơ thì tiền mua thiếu, tiền hộp, tiền đậu hũ thì bà đừng có lo nữa. Rồi bà sợ quá, bà tính nghỉ rồi. Không, đừng có sợ. Con phụ cái tiền thiếu, con phụ bà 3 triệu. Con thì con rất là vui khi mà câu chuyện này được chiếu đây cho tất cả mọi người cùng xem. Là một cái tấm gương rất là đẹp cho tuổi trẻ tụi con. Bởi vì con nghĩ rằng là ông bà nói rằng là mình không có giàu có, nhưng mà thật ra là mình rất là giàu có. Mình giàu tình thương và những cái tình cảm của mọi người dành cho ông bà cũng là một cái gia tài rất là lớn. Còn ngày hôm nay thì con xin phép là sẽ phụ ông bà trả cái tiền thiếu muỗng nĩa rồi hộp này kia. Dạ ông bà thiếu 9 triệu đúng không ạ? Dạ con sẽ gửi 10 triệu. Dạ con chào má My, con chào ba. Con Ngọc Sơn đây, dạ, con gửi phụ 10 triệu. Con có kinh nghiệm nhiều cho nên con đem sẵn tiền mặt luôn. Dạ đây mà.
Trời ơi, con thương má quá, má, má đẹp quá. Má ơi, thương má lắm nha. Má khỏe nha, trời ơi, thương như cha má, trời ơi, thương quá nha. Dạ, cảm ơn các vị giám khảo. Và như vậy là bà sẽ yên tâm. Trước tiên là về cái khoản tiền mà mình còn đang nợ 8-9 triệu tiền hộp đó bà, là mình sẽ có đủ cái số tiền này để mình trang trải nha. Với sẵn đây bà Trinh nói là bà mời các em đó về nhà, bà gửi cho 100kg gạo để dạ, về ăn cảm Tết. Cảm ơn bà. Với bà gửi cho 3 triệu. Dạ. Gửi cho 3 triệu mà các em mà ăn cơm chảy nước miếng ra đó. Dạ. Giống ngày xưa con bà bị bệnh khổ sở lắm tụi con. Dạ. Khổ lắm, không có gì khổ bằng bệnh bà. Nghèo. Bà vẫn còn tiếp tục chia sẻ với mọi người ngay cả dễ khi bà vừa quá. Mới nhận được những cái khoản chia sẻ từ người khác. Con cảm ơn bà rất là nhiều, chúc cho ông bà thật nhiều sức khỏe nha. Cho bà xin cảm ơn mọi người ở thành phố này, từ cái bọc, từ cái hộp, từ cái bột ngọt, đường, gạo thì nhờ mấy em nó giúp dữ lắm bà mới làm được ngày nay. Dạ, con cảm ơn bà. À bây giờ sẵn hơi mời anh Dũng lên đây luôn đi nha. Mời anh Dũng lên đây luôn. Anh Dũng anh lên đây để bà trao luôn cái khoản tiền 3 triệu đồng. Rồi bà đứng đây. Trời ơi anh ơi, không. Anh có gì muốn nói với bà không nè? Bà muốn nói với con như thế này. Bây giờ dù sao nữa con có một thằng lớn đó à, con phải cố gắng lên. Giá nào con cũng cho nó đi học đi, rồi lớn lên nó làm được nó mới tiếp bà. Gia đình bà ngày xưa cũng có một thằng Út nó bệnh vậy đó. Rồi bà cũng khuyên con làm nghề khác đi, con đừng có làm cái nghề bắt ốc đắt lưới ở dưới sông nữa. Tại vì mọi người giờ người ta đang thả, làm bất cứ cái gì nếu con chuyển, nếu mà con cần thiết bà sẽ giúp cho con. Bà dạy cho con làm chữa rồng nành hay làm bất cứ một cái gì đó để con gắn lên cho thằng lớn đi học. Còn những cảm ơn ông bà với lời khuyên cho con. Là con ghi địa chỉ cho bà sẽ đến bà lo mấy bà dạy cho con, hoặc là con lên đây bà dạy con. Trời ơi sao mà dễ thương vậy. Dù cho mình có khổ cỡ nào con cũng gái gắn cho em nó học được tới lớp 10. Bởi vì nó không có trí thức, là cái đầu nó không có tính toán gì ra cái lối khó như bà với ông. Bà ơi bà ơi, bà My ơi, dễ thương quá, cho bà thêm 3 triệu nữa để bà đi phụ tiếp. Trời ơi con tâm đắc luôn, tâm đắc. Dạ con cảm ơn bà nha, con chúc bà con thật nhiều sức khỏe. Cảm ơn bà nhiều. Rồi con mời ông bà về chỗ ngồi luôn. Trời ơi cảm ơn con. Dạ con đưa bà xuống. Trời. Thưa quý vị, lần đầu tiên đó, lần đầu tiên trong chương trình Hát Mãi Ước Mơ mà một nhân vật chia sẻ ngay một cái khoản tiền vừa mới được nhận từ các vị giám khảo để cho một người khác ngay trên sân khấu này. Mà cái quý, cái quan trọng nó không phải chỉ là cái số tiền không thôi, mà là những lời khuyên. Mà là những lời khuyên chân tình từ một người phụ nữ đã 70 tuổi hơn như thế. Con trân trọng, con nghiêng mình, con kính phục bà. Con cảm ơn bà rất nhiều vì những điều mà bà đã mang đến cho chương trình Hát Mãi Ước Mơ ngày hôm nay. Cho nên là bây giờ anh nghĩ rằng với cái phần trình diễn vừa rồi của em á, chắc là giám khảo chỉ có nhìn những lời tán dương mà thôi, có phải vậy không ạ? Xin mời Võ Hà Trâm. Phải nói là cũng nhờ Hà hát cho cái hoàn cảnh này mà chương trình mới có một cái điều mà vô cùng đáng yêu đến với Hát Mãi Ước Mơ lần đầu tiên trong chương trình luôn. Giống như cái giọng hát của Hà rất là trong trẻo, rất là bay bổng. Và cái bài hát mà Hà chọn nó cũng rất là ý nghĩa nữa. Trâm nghĩ là Hà sẽ còn tiếp tục vào những vòng trong và hy vọng là sẽ mang đến một số tiền để cho bà My tiếp tục làm những cái việc tốt nữa. Yeah. Cảm ơn các vị giám khảo. Cảm ơn em rất là nhiều Hà nha. Có những người mặc dù tuổi cao nhưng mà gần như là cái sức khỏe và tuổi tác không ảnh hưởng tới cái suy nghĩ của họ, không ảnh hưởng tới cái tâm nguyện là làm những công việc thiện để giúp cho cuộc sống này thêm tươi đẹp. Đó là những người mà chúng ta vô cùng trân quý. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với câu chuyện để chúng ta có thể hiểu rõ hơn tình thương của một người bà dành cho những đứa cháu của mình như thế nào. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Tôi là một người cán bộ đang công tác tại Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Thịnh. Thì hoàn cảnh của bà Nguyễn Thị Sáu và bé tên Tấn Quốc á, thì chỉ có ba bà cháu là chung sống với nhau thôi. Giả lại là gia đình là gia đình truyền thống có công với cách mạng. Bên cạnh đó thì cháu Lê Tấn Quốc á, là lại có bất bệnh nan y. Cuộc sống của gia đình hàng tháng thì phải chạy chữa cho cháu thì rất là khó khăn, cho nên là địa phương cũng rất là quan tâm. Tôi tên là Nguyễn Thị Sáu,
73 tuổi. Hiện tại tôi ở nhà có sống với hai đứa cháu, tôi là bà cố ngoại của nó. Lê Tấn Quốc rồi bác sĩ nói nó bệnh thiếu máu. Nó mới đẻ ra thì thấy cái bụng nó bự. Là lúc đó lên tới Sài Gòn đó là bác sĩ nói nếu để trễ là một tuần nữa là nó chết rồi. Tại nó hết máu rồi. Cháu đang mắc cái chứng bệnh là Stalactamine, tức là phải lọc máu hàng tháng, thậm chí là hàng tuần để duy trì sự sống cho cháu. Một lần là phải vô hai bịch bự, 350 đó, là phải vô hai bịch, mà trong khi vô là 4 bữa mới có về. Có lúc trong bệnh viện chưa có máu kịp là nó phải mệt, nó phải làm sốt, rồi phải chạy vô cấp cứu luôn. Bác sĩ nói là cái lá lách nó to với cái gan nó to, vô máu hoài, mỗi tháng vô máu hoài, lá lách nó bự quá thì mấy ông sợ nó bể. Ông sợ nó bể cho nên mấy ông kêu là phải đi cắt, nhưng mà bây giờ đâu có điều kiện. Nó cũng đi chơi, nó uống thuốc nó cũng đi chơi vậy, nhưng mà bác sĩ không có cho nó là chạy quá. Chạy nó té một cái là nó dở lách nó chết. Tôi khớp rồi nó ngay lên máu thì lúc này đã đỡ rồi. Rồi xương sống gai, xương cổ gai, tôi đi ông bác sĩ Vũ quá trời luôn rồi. Rồi bây giờ không có đi nữa, bây giờ chỉ mua thuốc ngoài uống. Là mấy năm trước là té gãy tay. Gãy tay rồi đăng lại nó lành rồi cái tay này. Rồi 7-8 tháng nay đạp xe nó té nứt xương chậu. Bởi vì đâu có mặn gì đâu. Trồng ba cái chuối bán được nhiêu ăn nhiêu. Cái bà bẻ sâm này, lợi bẻ sâm này là cái má bà cho tiền mấy đứa này. Vậy cũng lây lắc rồi ở địa phương á, nó cho gạo, cho đồ. Lo chứ, bằng đêm nằm suy nghĩ, gửi mà chết hay là gì đi nữa. Ngủ đêm mà ông bà thấy mình cứ như là mình không có tội đó, đem mình đi tội nghiệp cho hai đứa nhỏ. Cũng mong cho bệnh viện có lúc nào cũng có máu lận vô cho nó đừng có ngắt, hơn nữa là cho nó được làm. Có tiền lận đi cắt lá lách cho nó, lận cho nó sống được. Thời gian cũng kéo dài cũng hơi lâu một chút. Dạ, em tên là Lê Tấn Quốc, dạ, năm nay con 11 tuổi. Con có biết con bị bệnh gì không? Dạ biết, dạ, bệnh thiếu máu. Rồi con có mệt không? Dạ có, hết máu thì con hơi mệt mệt. Dạ con có máu thì con khỏe. Rồi cô hỏi nè, ước mơ sau này làm cái gì nè? Làm bác sĩ đi. Nhà con hỏi nha, tại sao con muốn làm bác sĩ? Con chữa bệnh cho con với bà. Tôi sẽ hát cho ước mơ của cháu Lê Tấn Quốc để được tiếp tục lọc máu, cắt lá lách và duy trì sự sống. Con đi cách biệt phương trời, biết có ngày nào con trở lại. Đường xưa mẹ già ra đứng ngóng, mòn mỏi trông con đến bao giờ. Lặng nhìn chiều thu lòng nhớ thương ai, gió đưa mang mác gửi những âu sầu. Đường xưa nghe lá thu rơi, chiều nay ra đứng nơi đây, gió lạnh lòng mang nỗi nhớ. Mẹ
ra chờ con ngồi đêm la rơi. Đêm bao nhiêu lá mà con chưa về. Ngày xưa con bé ngày thơ, mẹ hay âu yếm bên con. Mẹ bảo mẹ thương con nhiều. Tiếng con ngày tháng lòng đầy lo âu sầu nhớ. Bao lá thu rơi mà con chưa về. Chiều nay ngồi đây lòng nhớ thương ai. Có nghe trong mắt lệ thấm tuôn trào. Ngày xưa con bé ngày thơ, mẹ hay âu yếm bên con. Mẹ già chờ mong con hoài. Ngày xưa con bé ngày thơ, mà nay con đã đi xa. Mẹ già chờ mong con hoài. Ngày xưa con bé ngày thơ, mà nay con đã đi xa. Mẹ già chờ mong con về. Thưa quý vị, chúng ta vừa nghe một ca khúc rất quen thuộc, ca khúc Lòng Mẹ Hai, tác giả là của anh Ngọc Sơn đây, với tiếng hát của bạn Hữu Chuyển. Chào em. Dạ em chào anh Nghĩa, em chào ban giám khảo. Dạ con xin phép con được mời bà Sáu cùng với hai cháu lên sân khấu luôn ạ. Có hai điều mà làm cho con rất là cảm động. Thứ nhất là hoàn cảnh của bà khi một mình phải lo cho hai cháu. Điều thứ hai đó là lúc mà bé Quốc nói là bé Quốc muốn lớn lên làm bác sĩ, làm cho con đầu tiên rất là bất ngờ. Điều mong muốn nhất của chú Dũng dành cho bé Quốc đó là ước mơ của con sẽ trở thành hiện thực. Con sẽ có thể sống thật khỏe để lớn lên, học thật là giỏi và trở thành bác sĩ để chăm sóc cho chính mình, chăm sóc cho bà và chăm sóc cho thật nhiều người khác nữa. Cho con hỏi một tí xíu là cái lá lách với gan đang bị to. Thì hồi nãy em có nghe nói là bác sĩ cực nói là nên cắt lá lách hả bà? Vô máu thì lá lách nó phải to, mà không vô máu thì nó xỉu. Thành ra bác sĩ kêu là để tới gắng tranh thủ đi tới hết bệnh dịch này đó, bác sĩ cho giấy lặn đi Sài Gòn chích một mũi 1.2 triệu. Nếu nó đầy đủ sức khỏe thì mới cắt được. Dạ, thôi thì hôm nay mình tới được với Hát Mãi Ước Mơ rồi. Thì đây cũng là một cơ hội, biết đâu sau chương trình này cháu nó được phẫu thuật lá lách thì sao? Dạ. Nha bà, đừng có buồn, đừng có rầu gì hết. Dạ. Xin gửi gia đình mình 5 triệu. Dạ. Để bây giờ trước mắt là cứ để chích cho bé. Dạ. Trong 3 tháng hy vọng là sức khỏe bé tốt để bé phẫu thuật được nha bà. Dạ. Dạ. Cảm ơn cô. Con xin gửi gia đình 10 triệu nha. Dạ. Cảm ơn chú. Này, cái này để cho con nha. Quốc nè. Ráng ngoan nha. Con xin phép con gửi hỗ trợ cho nhà mình thêm 3 triệu nữa nha bà nha. Dạ, dạ. Cảm ơn các vị giám khảo. Cảm ơn cô chú. Ừ. Rồi, bây giờ ba bà cháu mình xuống dưới mình ngồi mình coi chương trình tiếp nha. Còn bây giờ thì xin mời các vị giám khảo chúng ta hãy nhận xét về phần trình diễn vừa rồi của Hữu Chuyển nha. Mời anh Ngọc Sơn. Cái bài này rất là khó. Rất là khó, bạn lấy hơi. Tại vì cái hơi cải lương, thí dụ ém nó dễ lắm. Nó ém hơi thì khác, mà hơi ca nhạc ém làm sao mà đừng có bị mỏng. Nghĩa là phải dày, phải đủ phà hơi cho đủ để lên xuống. Nhưng mà em vẫn làm tốt, làm tròn trách nhiệm việc của em. Chúc mừng. Dạ, cảm ơn giám khảo Ngọc Sơn và chúc mừng em nha. Rồi, bây giờ ở đây cùng với anh luôn. Xin mời các thí sinh chúng ta hãy quay trở lại sân khấu để đến với phần điểm số. Bắt đầu.
Bảo Châu 81 điểm, Vi Thị Cấp 81 điểm, Thu Hà 85 điểm và Hữu Chuyển 82 điểm. Đúng là ở vòng này các bạn hát gọi là ngang tài ngang sức, cho nên là điểm nó cũng không chênh lệch nhau nhiều. Thu Hà, em là người có điểm số cao hơn, cho nên em được quyền chọn một bạn để hát cùng với mình ở vòng sau. Em chọn ai? Em chọn anh Chuyển. Chuyển. À, như vậy là Hà sát cùng với Chuyển, còn Cấp sát cùng với lại Bảo Châu nha. Và bây giờ chúng ta sẽ bấm nút để chọn bài hát một cách ngẫu nhiên cho vòng sau. Xin mời. Mời hai em đặt tay vào nút bấm. Bắt đầu. Đường về hai thôn, đó là bài hát mà hai anh em sẽ phải cùng nhau thể hiện ở vòng sau. Mời hai em về vị trí của mình. Tiếp theo, mời Bảo Châu và Cấp. Bắt đầu. Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, một bài hát rất là nhẹ nhàng, rất là dễ thương. Thưa quý vị, và chúng ta sẽ đến với vòng 2, vòng mang tên Chinh Phục. Ở vòng này thì như chúng ta đã biết là các bạn sẽ bắt cặp với nhau và thể hiện một ca khúc với hình thức là song ca. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với đôi song ca Vi Thị Cấp và Bảo Châu với một sáng tác của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa, Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh. Thank you.
chân tôi về, có còn hôm qua ở đó. Quá dễ thương, một ca khúc nhẹ nhàng và được hai bạn thể hiện bằng một cái giọng hát rất là trong trẻo. Không biết ý kiến từ các vị giám khảo thế nào, mời Hồ Trung Dũng. Lúc mà nghe cái bài hát mà hai bạn chọn thì anh đã cảm thấy rất là vui. Và cái hay, cái mà anh thích nhất trong cái bài này là hai chất giọng và hai cách xử lý rất là khác nhau. Nhưng vẫn hòa vào nhau được. Anh chỉ tiếc chút xíu nếu mà cái phần điệp khúc, cái phần hát chung với nhau á, mà mình bè thêm một chút xíu nữa thay vì đồng giọng với nhau. Cái có một cái đoạn ngắn cũng mà không biết là ai bè vậy ta, trong hai bạn em bè xuất sắc rất là hay. Nếu mà em cố gắng làm dài thêm xíu thì anh nghĩ rằng là sẽ tuyệt vời hơn nữa, bởi vì thực ra giọng của hai bạn khó để hòa vào chung vì cái chất giọng nó hơi, cái màu giọng nó hơi khác nhau. Vì thế nếu mà hòa vào á, đôi khi nó không còn cái riêng của từng người nữa, cho mình tách ra sẽ hay hơn. Nhưng mà tổng quát thì rất thích cái phần trình diễn của rồi. Cảm ơn rất là nhiều. Trung Dũng, mời Võ Hà Trâm. Như trên, cảm ơn Võ Hà Trâm. Và chúc mừng hai bạn đã hoàn thành phần thi của mình rất tốt nha. Mời hai bạn có thể vào trong. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với đôi song ca Thu Hà và Hữu Chuyển với ca khúc Đường Về Hai Thôn. Mai mốt đôi uyên ương qua cầu soi bóng.
đồng mai xanh tươi, bước cả thắm nơi nơi và vành môi trai gái hát câu ca yêu đời. Ta gần lao ôi hai thôn giao đầu nhịp cầu tre bước chung vui êm dường bao tình ta lên men rồi còn chỉ ngăn cách lòng mà chưa trao giấc mơ xuân cùng nhau cây dâng lên trắng màu bà con đang mong cầu rằng đôi ta sớm nên duyên ban đầu. Tươi bước cả thắm nơi nơi và vành môi trai gái góp câu ca yêu đời nhịp cầu đưa lối chung bước hai thôn ta đón chẳng về mừng duyên quê chúc mừng Thu Hà cùng với Hữu Chuyển đã hoàn thành phần thi của mình. Xin mời ý kiến từ giám khảo, mời anh Ba Ngọc Sơn. Em hát tốt quá Hà ơi. Giọng em từ hát từ cái bài đầu đó, em lên những nút cao âm sắc nó đẹp mà em biết kéo ra nhẹ, sau đó em thả đủ cái giọng của em. Em tính toán rất là chi li trong từng câu hát của em. Đường về thôn em duyên dáng bên ven sông con thuyền xuôi mãi. Nhịp cầu băng qua men lối đi quanh con ngõ hoa nối dài. Chúc mừng em với cái bài hát Đường về hai thôn. Em hát rất đúng nhịp, chững chạc và duyên dáng xinh đẹp, nói chung là mọi thứ rất là tuyệt vời. Chúc mừng em nhé. Con Hữu Chuyển, cả nhà thấy không? Em Dũng có thấy và Trâm có thấy rằng khi một chàng trai có vẻ đi ngây ngô mà đi ra mà hát bài giật giật sợ rớt nhịp đúng không? Sợ rớt nhịp. Nhưng không, anh biết chắc là em sẽ không rớt. Tại vì cái khó nhất lòng mẹ hai mẹ em ra vô em hát kiểu đó. Em lấy một hơi mà em tính toán như vậy thì những bài khác em rất là vững nhịp. Nhà em cuối xóm ghép đôi mái tranh ngầu trăng cài trước sau, có tầm mến thương dâu, có chầu vấn vương cao và đào tơ thơm ngát ngát hương trình ban đầu. Cái bài này em hát có vẻ là một cái chàng trai thôn thôn quê mà nó đẹp lắm, con người nó thoát lên, nó gì nó tình cảm lắm, rất rất là tình cảm. Chúc mừng Chuyển nha, chúc mừng hai em. Dạ, cảm ơn các vị giám khảo và chúc mừng các bạn đã hoàn thành phần thi của mình. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần điểm số từ ban giám khảo. Xin mời Cấp cùng với Bảo Châu quay trở lại sân khấu. Và bây giờ xin mời các vị giám khảo bắt đầu cho điểm số. Các vị giám khảo đã có điểm của mình và bây giờ chúng ta xem coi giám khảo dành cho mình bao nhiêu điểm nha. Xin mời. Đầu tiên sẽ là điểm từ giám khảo Ngọc Sơn. Tiếp theo, giám khảo Võ Hạ Trâm. Cuối cùng, giám khảo Hồ Trung Dũng. Thank you.
Tùng, Thu Hà và Hữu Chuyển, các bạn là hai thí sinh có điểm số cao nhất, cho nên các bạn sẽ bước vào vòng trong. Còn với Cấp và Bảo Châu, các em sẽ dừng lại tại đây. Mỗi bạn sẽ nhận một giải thưởng khuyến khích trị giá 8 triệu đồng. Xin mời giám khảo Hồ Trung Dũng và Võ Hà Trâm sẽ trao hai bảng điểm thưởng cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã đến với Hát Mãi Ước Mơ, và số tiền này sẽ được chuyển đến các gia đình những câu chuyện mà các bạn đã mang đến để kể cho chúng tôi nghe nha. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với vòng cuối cùng với Thu Hà và Hữu Chuyển, vòng thi mang tên Tỏa Sáng. Mắt vu vơ cùng đàn dân diễn đơn, chẳng tìm tòi. Anh hay nắm tay dặn dò, cho dù cuộc đời là bê dâu trái ngang, đã thương nhau mình sắt son một lòng. Dẫu khổ thế nào thì tình ta vẫn không phai. Khi đó bên nhau ta say biết bao nhiêu mộng vàng, ta hẹn mùa xuân sang mình sẽ cưới nhau. Lá thu bay rồi đến đông gần tàn, giấc mộng sắp thành thì bóng ai đổi thay. Tình ơi sao tình mang nhiều nỗi trái ngang, cho người làm mê trì. Tình ơi cuộc đời có bao lâu, vài lần đắng cay thôi, coi như mình đã già. Thôi nhé em ơi, nay ta đã xa lạ rồi, ta chẳng để mà lưu luyến nhau. Bước chân đi là dứt duyên nợ rồi, nếu gặp giữa đường thì cũng như chẳng quen. Dặn dò, cho dù cuộc đời là bê dâu trái ngang, đã thương nhau mình sắt son một lòng. Dẫu khổ thế nào thì tình ta vẫn không phai. Khi đó bên nhau ta say biết bao nhiêu mộng vàng, ta hẹn mùa xuân sang mình sẽ cưới nhau. Lá thu bay rồi đến đông gần tàn, giấc mộng sắp thành thì bóng ai đổi. Tình ơi sao tình mang nhiều nỗi trái ngang, cho người làm mê trì. Tình ơi cuộc đời có bao lâu, vài lần đắng cay thôi, coi như mình đã già. Thôi nhé em ơi, nay ta đã xa lạ rồi, ta chẳng còn chi để mà lưu luyến nhau. Bước chân đi là dứt duyên nợ rồi, nếu gặp giữa đường thì cũng như chẳng quen. Bước chân đi là dứt duyên nợ rồi, nếu gặp giữa đường thì cũng như chẳng quen. Ngoài xanh, ngoài xanh.
sông vắng nước dâng lên hồn muốn trôi. Trên phim dù người ngồi xuống xin mưa đầy trên hai tay cơn đau dài, người nằm xuống nghe tiếng ru cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ. Mừng Thu Hà đã hoàn thành phần thi của mình và anh mời Hữu Chuyển đến đây cùng với anh luôn nha. Hai bạn đã vừa hát xong ở cái vòng cuối cùng này, vòng tỏa sáng. Như vậy thì với một bạn là mang cái sự điêu luyện và có hơi màu sắc chuyên nghiệp một chút như Thu Hà, rồi với một anh bạn là mộc mạc chân phương, thật thà, có sao hát dậy, thậm chí dấp cục đá đứng lên hát tiếp. Vậy thì giám khảo sẽ dành cho họ điểm số như thế nào? Xin mời. Thưa quý vị, và bây giờ sẽ là điểm số từ ban giám khảo. Xin mời. Đầu tiên sẽ là điểm từ giám khảo Ngọc Sơn. Tiếp theo, giám khảo Võ Hạ Trâm.
Và cuối cùng giám khảo Hồ Trung Dũng. Và như vậy là chúng ta biết 60% điểm số từ ban giám khảo thì Hữu Chuyển đang có 57 điểm, còn Thu Hà là 60 điểm. Vẫn còn 40% điểm đến từ chiếc máy chấm điểm thông minh. Bắt đầu. Thời gian kết thúc, điểm số cuối cùng như sau: Hữu Chuyển 95 điểm và Thu Hà 97 điểm. Chúc mừng Thu Hà, em giành giải nhất của Hát Mãi Ước Mơ ngày hôm nay với số tiền thưởng là 20 triệu đồng. Còn với Hữu Chuyển, em sẽ nhận giải thưởng trị giá 14 triệu đồng. Xin mời các vị giám khảo sẽ lên sân khấu trao bảng tiền thưởng cho hai thí sinh. Và thưa quý vị khán giả, đến đây thì chương trình Hát Mãi Ước Mơ xin được phép kết thúc. Chương trình cho Đài Truyền Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Điền Quân Group thực hiện và phát sóng hàng tuần vào lúc 19:30 thứ sáu trên kênh HTV7. Xin chào và hẹn gặp lại tuần sau. Hát lên những giấc mơ xanh trong đêm mộng lành vẫn hay về qua. Hát lên tiếng hát yêu thương cho đôi chân bình yên cất bước. Hát lên hát mãi ước mơ trong ta từng giờ cháy lên niềm tin. Hát lên, hát lên câu chuyện